Hello xin chào anh em nhé Thì uh, ở video trước mình đã review cho anh em một chiếc quạt giá rẻ với mức giá là 200 000 đồng với một con quạt uh, rất là nhiều tính năng luôn, đầy đủ tính năng luôn này. Đấy có một cái lượng gió rất là mát nha các bạn. Con này thì còn có thể so sánh ngang ngửa với con Xiaomi F5 nhưng mà về tính năng thì con này nó lại vượt trội hơn con Xiaomi F5 con ạ. Đấy bật nguồn lên này. Đó, tốc độ gió có thể điều chỉnh được 1 2 3 4 cấp độ khác nhau. Có báo dung lượng pin này và một chế độ khá là hay ở con này là có thể quay đi quay lại được. Đấy Siêu F5 thì nó vẫn có thể quay đi quay lại được nhưng mà nó lại không có tính năng này. Ví dụ như mình tắt nguồn này thì nó sẽ tự động quay về vị trí cân bằng. Đó, các bạn thấy chưa? Nó sẽ tự động quay về vị trí cân bằng khi mà mình tắt nguồn đi. Đấy. Thì để tăng cái thời gian sử dụng con này từ 12 tiếng lên một ngày hoặc là hai ngày hoặc là 3 ngày liên tục thì mình sẽ đổ thêm viên pin này nhé để xem bên trong này nó có thể chứa được bao nhiêu viên pin thì mình sẽ đổ thêm viên pin của con này dung lượng thực của con này thì nó là 4.000 mAh này công suất của nó là 4W nếu mà các bạn chạy liên tục thì nó sẽ được khoảng tầm 12 tiếng ở cái mức mức điều chỉnh tốc độ khác nhau nhé à, bây giờ mình sẽ tiến hành đổ cái viên pin ở trong này để tăng cái dung lượng lên cũng như là bung cho hoàn chưa mở cái nội thất bên trong của cái quạt này để xem bên trong cái quạt này nó tích hợp cái mạch gì nhé và cái motor thì nó không chuyển than thì cái này mình đã bung rồi Đấy, bây giờ mình sẽ khui ra để mình đổ viên pin trong này cho nó tăng cái thời gian lên Đây chính là cái nồi thất bên trong của chiếc quạt này các bạn ạ. Wow, con này nó có một cái nồi thất rất là xỉn sò luôn. Một viên pin là 4000 mAh 3.7V thì nó sẽ nằm ở đây. Mỗi viên là 2000 đấu song song. Đây là cái mạch điều khiển của nó này, có tầng 1 2 3 4 con IC luôn các bạn ạ. Đấy. À, một con motor bước ở đây, motor bước thì nó sẽ có cái nhiệm vụ là quay đi quay lại ở cái trục này nó êm hơn. Đấy và nó có cái chức năng là nhớ ở trên này luôn để nó điều chỉnh cái góc khi mà nó nó bị lệch ấy thì nó sẽ tự động chạy chạy một xíu rồi nó sẽ nhớ lại và để cho nó quay về vị trí cũ khi mà còn tắt nguồn ấy à, với cái nội thất này thì mình nghĩ là chắc chắn là chỉ đổ được thêm mà để xem này có đổ được hai viên ở đây nữa hai viên thì mình nghĩ là chắc không không đổ được rồi bạn ạ theo chiều này thì lại không được này ở hơi khó khăn một xíu là khi mà mình đổ pin ở cái cái này ở điểm này cũng không được Ồ cái này đúng chỉ đầu thêm được một viên thôi các bạn ạ mình sẽ bỏ luôn viên pin là 4000 mAh này nhé và mình thay thế vào là hai viên pin này hai viên này thì nó sẽ có dung lượng là 3350 đây hai viên này thì nó sẽ có cái dung lượng là 3350 mAh, tổng dung lượng là à, gần 7000 mAh các bạn ạ. Mình vừa bóc cái viên pin này ra thì thấy là viên pin này nó không có mạch bảo vệ pin. Đấy, thì tí nữa thì mình cũng chắc là mình cũng sẽ không hàn mạch bảo vệ pin lên pin đâu. Thì à, nó sẽ à, cái này dài thế nhỉ. Thì nó sẽ nằm ở trên cái mạch điều khiển các bạn ạ. Cái phần mạch bảo vệ pin này thì nó sẽ kim ở trên cái mạch điều khiển này luôn đây ở trên cái mạch này luôn đó trên này thì nó sẽ tích hợp mạch sạc pin cũng như mạch điều khiển luôn nhé phần uh, chân sạc của PC vào micro USB thì nó sẽ nằm ở vị trí này đấy thì cái này thì mình sẽ tiết kiệm được một cái mạch bảo vệ pin các bạn ạ cũng không biết là mạch zin của cái này nó xịn hơn hay là mạch mình thay vào thì nó xịn hơn nhưng mà mình sẽ thay đổi theo cái nguyên bản luôn nhé à viên pin này thì nó không được 4.000 mAh đâu nó chỉ 1.800 này các bạn này hai viên tám này là thành sáu thôi. Hơi ảo một xíu nha. Chưa biết là cái thời gian thực của cái cái này nó chạy có được 12 tiếng hay không thì mình cũng chưa rõ. Nhưng mà con siêu mi mì của mình ấy, thì nó chạy cái thời gian khá là tốt. Đây, mình đã cân bằng và hàn xong cái siêu pin này. Anh em nhìn nó hơi rách rách này nhưng mà thực tế là viên pin này mình tháo trong cái sạc từ phòng mà gần một triệu đồng ra đấy các bạn ạ. Con này mình tháo trong cái sạc cái phòng trước đây. cũng chưa sử dụng lúc nào cả cái này thì đơn giản thôi bây giờ mình chỉ việc cắp à, cấp điền vào đây này pin thì mình đã cân bằng sẵn rồi cấp vào đây và sạc ok còn là viên pin này mình sẽ bỏ nhé tại vì nó cũng không đổi chế được ở những cái điểm này đấy đồ chế thì nó hơi rườm rà mình muốn để nó nguyên bản nhất với cái dung lượng này thì các bạn có thể cải thiện được cái thời gian là gần như là gấp đôi rồi có thể chạy được gần như gấp đôi con này thì đâu để xem là ba nghìn sáu thôi mà con này gần bảy nghìn đấy bà nào muốn sử dụng nó lâu hơn thì các bạn sẽ đổ thêm một viên pin khoảng tầm 15 ma đổ về thôi không quá nhiều đâu con ạ để sạc à đánh mất thời gian lâu mà sử dụng thì mất điện thì còn sử dụng khoảng tầm nửa ngày là cũng khá là nhiều rồi đấy hoặc là còn mang đi học mang đi học thì mất khoảng tầm nửa ngày thôi đó pin thì mình đã đổ xong xuôi hoàn chỉnh rồi này bây giờ chỉ việc là dán vào thôi đấy gọn gàng y như cũ luôn đó bật lên này con quạt này khá là mát nhé, đồ ồn con này thì nó tốt hơn so với con Xiaomi F5 con này thì nó sẽ êm hơn nhưng mà đồng nghĩa thì cái quạt này cái lượng gió nó chỉ được 9 thôi Xiaomi F10 thì con này chỉ được 8-9 thôi con ạ, không mạnh bằng con Xiaomi F5 rồi so ok thì như vậy mình đã đổ hoàn chỉnh một chiếc quạt với một cái ngài hình là gần như là không phải đục khoét gì cả nếu như mà các bạn muốn cái quạt này có cái dung lượng tốt hơn À, dung lượng cao hơn thì mình khuyên các bạn nên chỉ đầu khoảng tầm 15 ma đổ về thôi là hợp lý nhất cho một chiếc quạt này. còn thông thường thì các bạn chỉ đầu khoảng tầm 5 5 ma đến tầm uh, 10 a là hợp lý nhất cho cái quạt này. thì có thể đục khoét ở đây để đổ thêm mà bốn pin chỗ này. đó thì như vậy mình đã hoàn chỉnh xong rồi về chức năng này hoạt động bình thường không phải đục khoét không phải thay thế gì cả chỉ đọc thay cái cặp pin này thôi. Đó, mình thay cặp pin màu hồng đi nguyên bản của nó. thực tế con này nó chỉ được uh, 3 600 thôi các bạn ạ không phải là 4.000 đấy chức năng này thì các bạn cũng có thể thấy là cái mạch của nó ở bên dưới này rồi bên trên này thì motor của nó là motor bình thường thôi đó được thiết kế cánh quạt nó dính liền luôn này thôi thì như vậy mình đã hoàn chỉnh xong rồi các bạn còn bây giờ các bạn muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những sản phẩm nào các bạn cứ comment ở bên dưới video và đừng quên là đăng ký kênh TVTV TV cũng kem chế ủng hồ mình nha chào các qua... bạn.